Đại đao là nguyên soái của trăm quân, do thời xưa thường được các dũng tướng sử dụng. Cả cây đại đao dài, bản rộng do bốn bộ phận lớn cấu tạo nên là thân đao, cán đao, đĩa đao và vòng kêu. Do cây đao khi múa lên trông giống như hình tượng dũng mãnh đầy huyền thoại của con rồng, nên cây đại đao được gọi là thanh long đao hay thanh long yểm nguyệt đao. Trên lưỡi đao này cũng thường được khắc hình con rồng với vầng mặt trời, chính là để thể hiện cho điều này. Để thể hiện được sự dũng mãnh và biến hóa đó, người tập thanh long đao phải có một sức khỏe tốt, bộ pháp vững vàng, thân hình cao lớn và tinh thần vững vàng điềm tĩnh. Thiếu lĩnh của đao pháp gọi là đại đao xem lưỡi, tức là phép dùng đại đao đa phần vận dụng rõ ràng ở lưỡi đao. Khi diễn luyện, một chiêu, một thức bổ mạnh, chém rộng, một động, một tĩnh đều có uy lực đường nét rõ ràng. Trong bài thanh long đao mà chúng ta đang theo dõi, về đao pháp chủ yếu có chém, bổ, miết, xoay, khều, gác, đẩy, kéo, gạt, đỡ, vớt, đâm. Để biểu hiện được đặc điểm mạnh của đại đao thì người tập ngoài thể lực sung mãn phải thành thạo, nắm vững đao pháp và lực pháp, phối hợp chặt chẽ được thân pháp, bộ pháp, nhãn pháp với đao pháp. Khi vung đao lên thì khí đầy lực mạnh, tập trung sức lực vào hai cánh tay, dồn vào cán đầu, làm cho cánh tay bát đao hợp nhất, thân thể và đao hòa hợp. Bộ pháp nhẹ nhàng, linh hoạt, xoay chuyển, tiến lùi tự nhiên để thi triển đường đao một cách hiệu quả nhất. Ngũ hổ tranh hùng là tiết mục đấu luyện binh khí chống binh khí. Trong tiết mục này, chuẩn võ sư Nguyễn Thanh Hải sẽ sử dụng binh khí là cây tan tích côn để cùng lúc chống lại sự tấn công của bốn đối thủ. Là huấn luyện viên Đỗ Khánh Duy dùng trường côn. Huấn luyện viên Phạm Hiền Lễ mang vũ khí đơn đao. Huấn luyện viên Hoàng Trung Dương với cây đại đao. Và huấn luyện viên Nguyễn Tấn Sang sử dụng cây thương. Để chống lại bốn đối thủ vây đánh cùng lúc bằng nhiều loại binh khí khác nhau, chuẩn võ sư Nguyễn Thanh Hải phải phát huy tối đa sức mạnh và sự lợi hại của cây côn tam khúc trong tay. Muốn đánh bại đối phương có sức mạnh và số lượng áp đảo, người luyện võ phải tuân thủ triệt để nguyên tắc của võ trận, đó là hiểu mình, hiểu đối thủ và có chiến thuật hợp lý. Tam khúc là một loại binh khí vừa dài, có thể sử dụng dài mà cũng có thể sử dụng ngắn khi ta gặp lại. Và nó là một loại binh khí cứng và cũng có thể sử dụng như một loại binh khí mềm. Vì vậy cho nên cái tầm tấn công, những cái đòn thế kỹ thuật của nó tương đối đa dạng. Tôi sẽ dựa vào cái đặc điểm là vừa cương vừa nhu của nó để khống chế lại với những cái loại binh khí mà cùng đối luyện. Người xưa có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nắm vững được binh khí của mình đang sử dụng, nhưng người luyện võ khi lâm trận muốn giành phần thắng phải hiểu biết về đối thủ. Trong cái kỹ thuật của côn pháp thì chúng ta thấy là côn pháp họ đập nhiều, họ đập nhiều, họ phang nhiều, rồi cái đâm thọc thì nó ít hơn. Họ dùng sức mạnh, họ tấn công liên hoàn trái phải, và đa số là họ sử dụng những cái kỹ thuật đập, rồi thương pháp thì nó cũng gần giống với côn pháp, nhưng mà người ta phân tích ra rằng thương pháp thì cái kỹ thuật đâm của nó nhiều hơn, thích thương. Trong cái những cái kỹ thuật của thương mà đối luyện với côn ấy, người ta đâm rất là nhiều, và những cái kỹ thuật đâm như kẻ chỉ của thương thì nó rất là nguy hiểm. Vì vậy cho nên mình sẽ phải có cái cách là mình vừa khống chế đòn mà mình vừa xoay chuyển thân thể để tránh cái đường tấn công của đối phương. Cái đấy trong võ thuật của chúng tôi gọi là tị cường biến hư, có nghĩa là tránh khỏi cái sức mạnh của người ta.
hóa giải cái sức mạnh của người ta bằng cách tránh né. Cái thứ ba là trong đó chúng ta sử dụng một cái loại đao cán dài. Cái loại đao đấy nó có cái đặc điểm, nó là những cái kỹ thuật chém liên hoàn. Những cái kỹ thuật chém liên hoàn vào phần chân, vào phần cổ rất là nguy hiểm. Rồi đơn đao thì nó có cái đặc điểm là bởi vì cái đao nó ngắn, cái cán đao nó ngắn, cho nên là người ta sẽ sử dụng cái cổ tay người ta xoay trở rất là nhanh. Cho nên là người ta sẽ sử dụng những cái đòn chém liên hoàn vào hai cái phần bên cổ của mình. Vì vậy mình sẽ sử dụng kỹ thuật của tam khúc như thế nào đó để mà mình khống chế, mình hóa giải. Biết ta biết người, nhưng để chống lại đối phương đông đảo và lợi hại thì cần phải có một chiến thuật lối đánh hợp lý. Chiến thuật của cái bài tam khúc mà cái bài đối luyện mà chúng tôi sử dụng đó là dùng nhu chế cương, lấy đoạn chế trường. Là khi mà cái người sử dụng, người ta sử dụng cái tam khúc mà người ta cầm hai bên như vậy thì lúc đó cái tam khúc nó đã trở thành một loại binh khí ngắn, một loại binh khí đôi. Vì vậy nó có thể khống chế được các loại binh khí dài bằng cách là tiếp cận sát vào cái bên trong, tức là tránh khỏi cái phần đầu ngọn, là cái phần mà nó tạo nên cái uy lực rất là lớn của các loại binh khí dài để mình tấn công. Còn khi mà mình đối diện với lại binh khí ngắn thì mình lại giữ khoảng cách để không cho người ta tấn công vô được, và mình sẽ sử dụng những cái kỹ thuật của đòn chân để mình làm cho người ta mất thăng bằng. Người ta mất thăng bằng thì mình sẽ kết thúc bằng đòn tay. Các cái kỹ thuật của binh khí luôn luôn đi kèm với kỹ thuật của thoái pháp, tức là đòn chân. Để khi mà đòn chân tấn công thì sẽ tạo nên cái sơ hở ở nơi đối phương để cho binh khí dứt điểm, hoặc là binh khí tấn công sẽ là cái cơ hội để cho đòn chân dứt điểm. Tiết mục đấu luyện binh khí chống binh khí, ngũ hổ tranh hùng là bài tập tổng hợp chất lọc và cụ thể hóa những động tác thế đánh trong các bài binh khí đặc thù của võ cổ truyền để sử dụng trong các tình huống giao đấu cận chiến. Các thế đánh động tác có thể lấy được từ nhiều bài võ khác nhau nhưng vẫn mang đặc trưng cơ bản của võ cổ truyền dân tộc, đó là cương nhu phối triển, lấy cận chiến làm phương châm ứng xử trong giao đấu, đánh đỡ đồng thời phát triển đòn đánh ngay từ trong lúc chặn đòn công của đối thủ và phát huy các điểm mạnh của binh khí mà mình sử dụng để áp chế đối phương. Ngoài ra còn rèn luyện về thân thủ võ pháp linh hoạt nhanh nhẹn, và quan trọng hơn là cách quan sát nhận diện đối phương để có cách đánh chắc thắng với tinh thần dũng cảm, vượt khó và thượng võ. Thank you.